Đây là cổng trời Quản Bạ của Hà Giang. Và độ cao 1.500m trên cao nguyên đá Hà Giang thì đây là một trong những cái nơi mà đẹp nhất của Hà Giang. Đương nhiên Hà Giang thì có rất là nhiều cảnh đẹp. Có Mã Pì Lèng, có sông Nho Quế, có hẻm Tu Sản, có cột cờ Lũng Cú, có Đồng Văn. Nhưng mà Quản Bạ nằm trong cao nguyên đá Hà Giang là một trong những cái cảnh đẹp mà tuyệt vời.